cả nhà ơi, bữa nay mình em chia sẻ cái cách làm sao mà mình vuốt cây cọ ra để mình xài cọ không có bớt. Giống như là trong mấy lần trước em có nói, khi cây cọ của mình mà nó đủ tốt rồi đó, cái lông của nó là lông thật á, mà nó mềm cho mình rồi thì mình không cần phải bấm cọ để mà xài nha. Tại vì bấm cọ xong á, nhiều khi như anh chị bấm cọ cái cọ nó bè ra, mình để cục bột lên nó tràn qua hai bên nè, rồi khi mà mình bấm á, nhiều khi nó bị mớp một bên, nỉển đắp cục bột nó cũng bị nỉển. Rồi nhiều khi á, mình bấm mà nó không có, giống như nó có người thì nó không có đủ không có đủ bè thì nó hơi túm, cũng khó control. Thì hôm nay em chỉ cho cái cách làm sao để mà mình không bấm cọ, mình xài và đắp nó dễ. Tại vì cái benefit của không bấm cọ đó là cây cọ nó cho mình cái độ flexible, khi mà mình vuốt nó ôm buông ra cái nó ôm lại. Các lớp học á, là học viên tới lớp của công ty cho nên mình thì đều là xài mấy cây cọ bấm rồi, tại vì trong tiệm nail mình quen bấm. Nhưng mà khi mà tới lớp xong, Ngân hướng dẫn chỉ luôn cho xài cây cọ không có bấm xong là ai cũng mê hết, đổi qua và nói trời ơi chị xài cọ bấm mười mấy năm nay rồi bây giờ mới biết là xài không bấm nó đã hơn, là đổi qua liền luôn á. Rồi bây giờ em sẽ quay gần lại để cho mấy anh chị coi nha. Cọ của mình á, thì mình có là 12, 14, 16, 18. Và cây này á, là 90% là lông trồn thật. Giờ em sẽ giải thích cái cọ cho mấy anh chị coi luôn nè. So, khi mình mua cây cọ và mình mở ra nè, đúng không? Thì trên tất cả các cây cọ đó, nó để là 100% là lông thật. Nhưng mà không có nghĩa là trong này là 100% cộng lông, trong này là cộng lông thật. Nó là mà từ lông thật thiệt là có cái lượng lông thật, nhưng mà mỗi một cái hãng á, cái lượng lông thật nó khác nhau. Của công ty mình á, là 90% lông thật. Tại sao mà không có làm 100% mà mình làm 90 thôi? Standard bình thường ở thị trường đó là nó khoảng 70% lông thật. Tại vì 90% lông thật, 10% là lông synthetic hair để nó có cái độ giống như là nó cứng á, để cho mình control nó dễ hơn. Còn nếu mà mình làm 100% luôn á, thì nó mềm quá mềm, mình sẽ không có control cục bột được. Thì cái đó là cái benefit của cây cọ của mình. Và khi mua về á, mấy anh chị thấy là khi mua nè, em cầm mua về á, cây cọ của mình lông thật cho nên nó rất là mềm. Mấy anh chị rờ, ai mà đã xài qua cọ của công ty Journal rồi thì mấy anh chị khi mua về mình cầm hai cọng lông, một mình cầm hai cái tay lại, ví dụ như này đi. Cái cây này nè, là cái cây lông này là không phải lông thật, cái cọ này nè, đây là lông synthetic hair. Mấy anh chị thấy là nó có cái độ màu vàng, còn đối với lông thật mấy anh chị thấy nó có cái đuôi của nó thôi, nó có cái độ màu đen. Ở trên này nó vàng giống như cái tóc của lông con trồn á, là cái đuôi của nó đen đen vậy nè. Đây là cái lông thật, thì khi mình gờ vô hai cái này mình thấy nó khác nhau hoàn toàn. Mới vừa lớp vừa rồi luôn, học viên đưa cho mình cái cọ và nó ô cái này là em xài nè, em đang xài nè mà đắp nó cứng quá, đắp không được, vuốt nó cứ bị sọc sọc. Thì Ngân mới mở cái cọ này ra, Ngân cho coi, gờ thử đi, mình thấy cái lông của nó rất là mịn, rất là mỏng, rất là mịn. Và khi mình vuốt thì nó có cái lực và nó mềm, nó cho cái bột nó không có dính vô trong cây cọ. Đó, mình mua về. Ví dụ bây giờ trên mỗi cây cọ mấy anh chị mua nha, khi mấy anh chị vuốt ra là một số cọ, cái trên này nó có cái lượng giống như là cái keo mà để giữ cho cái lông nó dính lại, nó rất là nhiều. Những cái cây mà mấy anh chị bóp vậy ra nè, mà thấy nó lông nó ra trắng, những cái keo đó trắng á, thì đa phần á là những cái dạng cọ đó là cái lông synthetic hair nó nhiều lắm, thì nó cứng cho nên người ta phải sử dụng cái keo nhiều để người ta hô cây cọ lại, hô giữ cái lông nó chậm lại. Còn đối với những cái cây mà dạng như là lông cọ mà nó xài cái lông trồn thật nhiều á, thì nó mềm hơn, cho nên mình không có sử dụng quá là nhiều keo. Mình chỉ thấy là em mới vừa lấy trong ống ra luôn nè, vuốt mà cũng không có thấy cái keo gì trong này hết nha. Thì ở đây mọi người có thể đem cây cọ này đi rửa với nước ấm, trong cái giòi nước của mình nó nước ấm thôi, để cho nó sạch cái keo cũng được. Và nếu mà không thì cũng không có sao hết, tại vì cái lượng keo trong này nó không có nhiều, nó mềm, nó tự nhiên, trời gờ y chang như gờ tóc mình vậy đó. Rồi sau khi mà mình mở cây cọ ra rồi ha, vuốt vậy nè, bóp xoay vậy nè, cho cái lông nó tơi, nó bung ra hết ha. Sau đó nè, mình nhúng vô cái hũ ly quịch. Cái này á, khi mà mình rửa cọ lần đầu tiên trong cuộc đời để mà mình mở cây cọ ra đó, đó cái này giống như là trinh nữ nè thì mình phải sử dụng liquid mới nha mấy anh chị, không có rửa bằng liquid cũ. Liquid cũ là giống như cái hũ mình đang xài rồi, cái bắt đầu mình lấy cây cọ ra mình nhúng vô liquid, thì cái đó là liquid cũ, là đã qua xài rồi. Thì khi mà mình xài rồi, trong đó nó sẽ có một cái số cái lượng bột ít, nó còn dính lại, thì nó sẽ dễ làm cây cọ của mình bị dính. Cho nên là khi mà rửa cọ lần đầu là mình rửa bằng cái liquid mới luôn, bỏ vô xoay vô cái thành nè, hoặc là để dưới cái đáy hũ cũng được, quan trọng là mình clean cái hũ cho nó kỹ, cho nó mới là được rồi. Rồi sau đó lấy ra,
Em để nó lên tờ giấy nè, em đè em vuốt gì cái cho mấy chị thấy nè. Đó, hoặc là mình có thể để lên cái tay của mình nè, mình đè mình vuốt nè. Kéo vô bên trong màn hình nha. Đó. Mình vuốt cho cái cọ của mình nó ra, nó dẹp dẹp, nó vô cái shape của mình muốn như vậy nè là được rồi. Vậy là mình để 2 tiếng sau là mình có thể mình sử dụng được bình thường. Còn nếu mà mình đem ra mình sử dụng liền á, là sau khi mà đắp xong mỗi một người khách á, là mình sẽ vuốt nó vô cái shape giống vậy. Mỗi một lần làm khách xong, vuốt nó ra, rửa nó sạch xong rồi vuốt nó quay lại y chang như cái shape giống vậy. Thì khi mà mình vuốt ra mình nhìn cho hai bên cho nó có cái độ xòe, hai bên cho nó đều và cái đầu cọ nó đều vậy là được rồi nha mấy anh chị. Rồi sau đó mình cứ để như vậy nè, xài xong cứ để y chang xếp giống vậy và mình sử dụng tiếp tục không cần phải bấm cọ, xài không cần bấm cọ. Có một cái anh khách ảnh theo dõi bên công ty mình lâu lắm rồi mà làm giỏi luôn nha, tay nghề giỏi luôn, theo dõi cứ bấm cọ đắp không có bấm cọ hoài. Thì ảnh mới nói anh coi em làm nhưng mà anh không, anh xài bấm quen rồi thì cũng nghe lời em mua về thử coi sao, thì thử là bây giờ thích thiệt là xài không bấm luôn. Thì anh chị nào mà mới giống như mới bước vô nghề thì có thể thử vô và cái này luôn để cho mình không có bị cái thói quen. Còn ai mà xài cọ mà đã bấm rồi mà thấy giống như là phải phụ thuộc vào người bấm cọ nhiều quá, nhiều khi đi supply mua hôm nay nhờ anh A bấm bấm cái nó bè quá về xài không được đi mua cây mới, quay qua hôm sau nhờ anh B bấm ít quá đắp không được đi mua cây mới, vậy thì nó hao cọ hơn. Thì mình để vậy cái cọ của mình nó flexible. Bắt đầu em đắp cho mấy anh chị coi thử một ngón này nha. Rồi quay xuống đây, trước khi đắp á, đây em quay cái phone qua bên này để cho dễ nhìn nè, bên cái góc độ này. Cái gì vậy, nghe ai nói gì vậy? Ai nói gì trên này nói chưa? Chặt cái cọ mẹ đi á hả? Trời ơi, sao không được, sao không được, giục đi chứ chặt làm chi cho nó tốn thêm cây dao nữa. Trời, giục cái đùng vô thùng rác cái xong đi mua cái cọ mới. Mình dễ lắm. Còn xài xong mà không được đem cái cọ chặt đi, rồi bắt đầu tốn thêm cây dao, chặt lơ mơ trúng tay, đứt tay nữa. Rồi, cái này nữa anh chị, trời ơi, làm là phải tới chúng ta bị ngứa tay, giũa cho nó sạch cái da người ta ra nè. Mấy anh chị thấy khi mà cái lông cọ mà nó mềm á, mình đắp nó đã lắm. Đó. Giũa cho nó sạch một cái ha. Rồi, sau đó em gắn cái móng nè. Bây giờ là xài hầu như là khách vô đều xài cái dạng special tip này thôi nè. Cây cọ của mình thì mình có size đầy đủ size luôn 12, 14, 16, 18 và cái lông của nó thì rất là mềm, cho nên là anh chị nào mà muốn đổi cọ mua cọ đó thì cứ comment đi rồi tụi em sẽ gọi cho, còn không chút nữa em bỏ cái link mấy anh chị lên mua trực tiếp trên cái link á. Từ lúc mà dịch từ năm rồi tới giờ là lông chồm càng ngày càng hiếm luôn á mấy anh chị. Đúng rồi, hồi trước mua cọ để bấm nhưng cọ mau hư, bây giờ xài không bấm thì xài rất thích. Và ai mà xài không bấm quen rồi mấy anh chị sẽ thích lắm, tại vì nó flexible. Mình làm mình vuốt xong mình dở ra cái nó quay là cái shape, cái shape của cái cọ đó nó mềm cho nên mình dễ làm lắm. Rồi, cắt ngang nè. Mấy cái móng mà nhọn kiểu này nè, bây giờ xài á cuffin là nhiều đúng không? Medium cuffin là mình chỉ xài móng này. Cắt ngang cái bụp là vô shape rồi, khỏi phải đắn đo, khỏi phải lo, khỏi phải giũa. Chứ em nhớ hồi xưa lúc chưa có mấy cái dạng móng kiểu này nè, đắp giũa muốn trời ơi xúc mồ hôi hột luôn mới ra xong cái bàn tay, rồi sau đó phải đi đắp bột rồi đi giũa lại một lần nữa. Đó, rồi bây giờ mình đắp thử nha. Đắp thử thì không cần đi primer nha mấy anh chị, cây cọ mình khi mà mình vuốt xong cái nó vô cái shape giống vậy nè. Đấy mấy anh chị thấy không? Bây giờ em sẽ dùng bột Zeeblend để đắp thử một que. Đó. Bữa nay đắp phải nhanh tay nè, tại vì cái khán phòng ở đây nó quá nóng. Khán phòng, nhà trong phòng có hai khán giả nha. Một là em, hai là người mẫu. Khán phòng ghê chưa? Khán phòng lớn ghê chưa? Đó. Sau khi mình để cục bột lên nè. Khi đối với mà khách mà móng mà medium á mấy anh chị, thì nhiều anh chị hỏi là Ngân Ngân xài cọ số mấy cho mà mình xài được nhiều cái dạng giống như là móng cái size khác nhau á, thì em nghĩ mấy anh chị xài cỡ 10, 14, 16. Còn đối với mà ai mà quen mà xài khách móng ngắn á
xài quen cỏ nhỏ thì 12 là xài được. Em thì em xài 12 thích. Đó 12 mà lấy cục bột còn dương cục nè. Đó làm giờ đi làm cho người ta chủ chửi chết luôn á mấy anh chị ơi. Xài supply hao quá ai chịu nổi. Đó mấy anh chị thấy không, cái cỏ mà nó mềm á, nó cho mình cái flexible. Khi mình ôm cái móng nó thon gọn vậy nè, đắp một cục bụp cái là xong, quay ngang nè. Nhìn quay ngang ngón tay người ta nè, độ dày ở đây mỏng nè, lên đây độ dày có đủ và đi lại 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 xuống nè mấy anh chị thấy không. Đó xong, ngon lành cành đào. Đó cái cọ của mình sau khi mà mình đắp xong, để đây cái móng bây giờ là chỗ này nó phải đè cho nó hơi flat xuống nè, chỗ này mà nó dung á là nhìn nó theo kiểu nó giống hơi bị hồi xưa nó bị phình phình ra, cho nên là khi mà đắp cái cọ của mình từ đây xuống đây nè, mình vuốt theo cái hướng thẳng 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 như này cho nó lại ra. Đó rồi mấy anh chị thấy không, đắp một cục bột nè, đi cái cọ nhỏ đắp ngon lành. Rồi cái màu ngân đen xài là của Zealand số 213. Rồi cái cỏ sau khi mà mình đắp xong á mấy anh chị, rửa sạch xong, vuốt vậy nè, đó vuốt cho nó vô cái xếp, cho nó hơi bè ra chút xíu để cho nó giống như cái bàn tay của mình khi mình đắp mình ôm, đúng không? Rồi sau đó là mình đem mình để cái cỏ mình máng, và mình máng cho nó đứng xuống vậy nè, đừng có chổng cái đầu nó ngược lên vậy, cái liêu quịch nó chảy vô đây nó bị hư cái chân của lông cỏ. Mình nhủi nó xuống vậy nè, treo lên cái bóng đèn á thì nó sẽ rất là bền. Đây là cái cây cọ của mình, chỉ có một cái cây, một dạng cọ duy nhất từ xưa giờ cho cái loại không bóng là loại cọ tròn á, vuốt vô vậy là mình để mình xài thôi. Mấy anh chị thấy là cái lông thật nhiều là cái đầu cọ nó đen vậy nè, mấy anh chị thấy nó đen mung, nó bóng hới luôn không, y chang như tóc của mình vậy đó. Đó rồi anh chị nào muốn mua cọ thì có thể bỏ comment rồi tụi em sẽ gọi cho cả nhà nha. Lâu lâu là một cái video nhỏ để chia sẻ cái cách vuốt cọ khi mua về để xài thôi, không cần phải bấm. Thank you mọi người dành thời gian theo dõi nha. Và hẹn gặp lại tối nay tình tự tối thứ tư.